chào, chào mọi người tới với bài tập thứ hai của chuỗi bài tập yoga dành cho người lớn tuổi. Nào, chạy thảm ra và cùng tập thôi. Để bắt đầu, mình ngồi lên giữa thảm, có thể gác một chân lên đùi hoặc là đặt chéo hai chân vào nhau, hoặc là ngồi lên cục lốc, bất cứ tư thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Thả lỏng hai tay lên đầu gối, giữ lưng thẳng, đẩy lồng ngực về phía trước, mở lưng thẳng ra, rồi thả lỏng vai ra sau, mềm hai tay lên đầu gối, thả lỏng khuôn mặt ra, cằm thả lỏng xuống, khuôn mặt mềm ra, nhắm mắt lại và bắt đầu hít thở sâu, hít chậm bằng mũi rồi thở chậm ra, tập trung vào cảm giác hít thở, hít đều, thở ra đều. Nhịp thở êm và sâu, hơi thở dài ra, hít thật chậm và thở ra thật chậm. Cảm nhận khuôn mặt mềm ra, da trên khuôn mặt được thả lỏng, trán mềm và đỉnh đầu mềm ra. Giữ cho nhịp hít vào sâu và nhịp thở ra thật sâu. Nhịp thở cuối cùng, hít vào sâu, rồi thở hết ra và nhẹ nhàng mở mắt ra. Hôm nay mình sẽ học cách hít thở bằng bụng. Mình đặt tay phải lên bụng, cảm giác lên phần bụng, thả lỏng và mở vai ra, mở vai ra. Bây giờ tập trung vào vùng bụng, cảm giác như mình đang bơm khí vào quả bóng. Hít vào sẽ phình bụng lên và thở ra, hóp bụng vào đẩy khí ra. Bây giờ nhắm mắt lại, tay trái đặt mềm lên đầu gối, khuôn mặt mềm, cằm thả lỏng ra, hít vào, phình bụng lên, rồi thở ra, hóp bụng, đẩy khí ra. Và lặp lại, hít vào, bụng phình lên, thở ra, hóp bụng, đẩy khí, hít, bụng phình, thở ra, hít sâu, giữ vai cố định, thở sâu, cố gắng giữ hơi thở dài ra, hít thật chậm, rồi thở ra thật chậm. Lặp lại lặp nữa, hít sâu sâu vào, thở sâu, tiếp tục hít sâu, thở ra sâu. Cảm nhận hết vào bụng. Hít thở bằng bụng sẽ làm cho lượng khí đi vào nhiều hơn, đồng thời mở rộng được cơ hoành và giúp đẩy hết khí sót nằm thừa ở dưới đáy phổi, và cảm giác được lượng khí hít vào nhiều hơn và lượng khí đẩy ra nhiều hơn. Một nhịp thở nữa, hít vào, phun phình bụng sâu lên, mở cao bụng
Và thở ra, đúng rồi, hóp bụng vào sâu, đẩy sạch sẽ hết khí ra. Rồi từ từ đặt tay phải lên đầu gối trở lại, hai vai mềm ra. Quay lại nhịp thở bình thường, hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra. Cảm giác vào phần lưng dưới, mình sẽ tập xoắn lưng theo một vòng để khởi động cho phần thắt lưng. Hai tay đặt lên đầu gối, nghiêng hết người qua bên phải, rướn nhiều qua bên phải, quay thật chậm, rồi ra về phía trước, rướn từ từ về phía trước, xoay thành hình vòng tròn, về phía trước, rướn nhiều về phía trước nữa, rồi nghiêng qua bên phải, rướn qua phải, rướn qua trái nhiều hơn, rồi từ từ đưa ra sau và đẩy người ra sau luôn. Lặp lại, xoay từ từ người về bên phải, xoay thành một hình vòng tròn, từ từ rướn về phía trước, rướn nhiều về trước, rồi qua bên trái và đưa ra sau. Một vòng nữa, qua bên phải, rạp nhiều xuống đầu gối bên phải, rồi từ từ đưa về phía trước, tập thật chậm, rồi qua bên trái, thắt nhẹ, cảm nhận thắt lưng được massage và đưa ra sau. Quay trở lại tư thế trung tâm, mình xoay 3 vòng theo chiều ngược lại, rạp qua bên trái, rạp từ từ rướn qua trái, rướn nhiều qua, đưa về phía trước, đưa nhiều về phía trước, thật chậm, rồi nhẹ nhàng qua bên phải, cảm nhận phần thắt lưng và phần lưng được massage, được lắc lư, rồi đưa từ từ ra sau, rướn về trái, rướn nhiều về bên trái, đúng rồi, đưa về phía trước, tốt, cảm nhận cột sống được kéo giãn ra, rồi qua bên phải, đưa từ từ ra sau ra phía sau. Một vòng cuối cùng, ra về bên trái nhiều hơn, rướn nhiều về phía trước để lưng được giãn ra, đưa về phía trước nữa, rướn cằm nhiều về phía trước, rồi từ từ nghiêng qua phải và lật người ra sau. Hai tay chống lên đầu gối, vai mở rộng, lưng thẳng lên, luôn luôn giữ lưng thẳng lên. Nếu mỏi chân thì mình đổi gác, các chân còn lại lên, mở ngang hai tay, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên và vươn hai tay lên trời, rướn cao tay lên, hai tay chắp lại luôn, và thở ra từ từ nhìn xuống và kéo hai tay xuống chắp trước lồng ngực. Thở ra, cố gắng giữ lưng thẳng và vai mở rộng, hít vào, mở ngang hai tay, ngẩng mặt nhìn theo tay, hai bàn tay chắp, rướn lên và thở ra, giữ hai tay chắp, kéo từ từ nhìn theo tay, kéo xuống trước lồng ngực. Thở hết ra, lặp lại, hít vào, ngẩng mặt vươn lên nhìn theo tay, rướn dài cột sống, và thở ra, hai tay chắp, kéo khuôn mặt nhìn theo tay, hít vào, mở ngang tay, rướn người, dạ lưng, rướn cao lên, thở ra, kéo cằm nhìn theo tay, hai tay chắp. Nhịp cuối cùng, hít vào, mở ngang tay, ngẩng mặt nhìn theo tay, rướn lưng lên và thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực, nhắm mắt, hít vào sâu ở đây và thở ra. Một nhịp nữa, hít sâu và thở ra, đan các ngón tay lại, đan tay đẩy về phía trước, đồng thời đưa bụng vào trong, kéo vai về trước, đúng rồi, thở dài ra, hít vào, giữ hai tay đan và vươn toàn bộ hai tay lên trời, mắt nhìn theo tay, rướn căng người lên, rồi thở ra, hạ hai tay xuống đầu gối, họng đầu ra. Mình lặp lại như vậy, hít vào, hai tay chắp, thở ra, đan tay đẩy bụng vào trong, vai đẩy về trước, cầm kèo xuống lồng ngực, hít vào, vươn tay lên, rướn cằm nhìn theo tay và thở ra, hạ hai tay xuống đầu gối, cúi mặt nhìn xuống đất luôn, hít vào, hai tay chắp, thở ra,
cuộn bụng đưa tay về phía trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời rồi vươn lên. Đúng rồi, vươn cao tay lên. Thở ra hạ hai tay xuống đầu gối, kéo cằm, nhìn xuống đất. Hít vào, hai tay chắp. Thở ra, hai tay đẩy về trước, lưng đẩy về phía sau, bụng đưa nhiều về phía sau, vai tay đưa về trước. Hít vào, rướn hai tay lên trời, ngẩng mặt nhìn theo tay rướn nhai cột sống lên. Và thở ra, hạ hai tay xuống đầu gối. Hít vào, tay chắp. Thở ra, cuộn bụng đan tay, bụng đưa vào sau, tay đẩy về trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn người lên, ngẩng mặt nhìn theo tay luôn. Thở ra, từ từ hạ hai tay, cầm kéo vào lồng ngực. Nhịp cuối cùng, hít vào, hai tay chắp. Thở ra, hít vào, hai tay vươn, rướn người dạng lưng lên. Rồi thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực. Hít vào sâu, rồi thở ra sâu. Hai tay chắp lại trước lồng ngực, hít sâu. Thở dài ra. Từ từ chống bàn tay phải xuống đất, bàn tay phải chống xuống các ngón tay bàn xuống sàn. Tay trái vươn lên và nghiêng lườn qua, nghiêng qua bên phải, nghiêng từ từ qua. Úp bàn tay xuống sàn và rướn nhiều qua. Thả lỏng vai bên phải ra, rướn nhiều người, vai mềm ra, đúng rồi, giữ đây. Ngẩng mặt nhìn lên trời luôn, hít vào sâu và thở dài ra. Một nhịp nữa, hít vào sâu. Thở ra, chống chặt tay phải dưới sàn, mắt nhìn xuống bàn tay phải và đẩy người vươn hai tay lên trời luôn. Mắt nhìn theo tay rướn lên. Thở ra, mình đổi bên, úp bàn tay trái xuống dưới sàn, thả lỏng cùi chỏ bên trái và rướn lên bên phải nhiều ra. Ngẩng mặt nhìn lên trời, thẳng hai tay, úp bàn tay xuống sàn, giữ đây, giữ ở đây, thấy úp đổ mồi, rướn lươn qua, vai thả lỏng ra, vai lỏng ra, nhìn theo tay đổ mồi, cảm giác lươn bên phải được kéo căng ra. Hít vào sâu và thở ra sâu. Một nhịp nữa, hít vào sâu, quay mặt nhìn xuống tay trái dưới sàn, hít, nâng hai tay, rướn người, giãn ra hai người lên trời, rồi thở ra, hai tay chắp hạ xuống trước lồng ngực. Thở dài ra, chống hai tay ra sau lưng, đưa hai chân về phía trước và đứng thẳng người lên, đứng hết lên luôn, lắc lư vai, lắc lư hông, đi về phía đầu thảm, mũi chân khép lại, gót chân hơi mở ra, hai bả vai mở rộng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Động tác này là động tác trải núi hôm qua mình đã học. Vai rộng ra, mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người, mắt nhìn theo tay, hai bàn tay chắp lại luôn. Thở ra, mở ngang tay, cầm rướn về phía trước và rạp dài người xuống. Khuỵu hai đầu gối, chống các đầu ngón tay xuống dưới sàn. Hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng lưng, thẳng gối, rướn người nhìn về trước. Thở ra, khuỵu gối, chống hai tay, rẹp xuống sàn, bước chân phải ra sau, bước dài chân phải về phía cuối thảm, hạ đầu gối chân phải dưới sàn, úp bàn chân phải xuống và chống các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn hết về phía trước, giữ ở đây, hít vào sâu và thở ra, nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên đầu gối phía trước, đẩy hông nhiều về phía trước nữa, giờ vươn tay phải cao lên trời, rướn tay phải lên, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Nếu được nữa, vươn tay trái lên luôn, rướn dài người lên và cố gắng giữ ở đây. Đúng rồi, hít sâu, thở ra, xoay hết người về phía trước, tay vươn cao, hít bằng mũi sâu, thở ra sâu, các ngón tay kích hoạt, chỉ hết lên trời, hít sâu. Rồi thở ra,
Một nhịp nữa, hít vào sâu rướn lên, vươn cao lên. Rồi thở ra đặt hai tay xuống đầu gối, trở lại, xoay mặt về phía trước, giữ lưng thăng bằng, ra hạp người về phía trước và chống hai bàn tay xuống dưới sàn, nhón mũi chân sau lên. Từ từ rút chân trước ra phía sau và đẩy lên trong tư thế úp hai bàn tay, xoay mũi tay về phía trước. Rút chân trước và đẩy lên trong tư thế chữ V ngược, các ngón tay xoay về trước, người đẩy dài ra sau, hông đẩy cao lên trời và giữ đây. Trong tư thế chữ V ngược, hai chân mình mở rộng ra bằng hông, lùi ra sau một chút xíu, lùi ra sau. Rồi hai chân mở rộng ra bằng hông, mũi chân xoay về phía đầu thảm, mũi chân xoay về phía trước, hông mở rộng, hai tay bám chặt và đẩy thẳng lưng ra sau, nhìn vào điểm giữa hai ngón chân, nhìn vào điểm giữa hai ngón chân, nhìn ra phía sau. Đúng rồi, cố gắng giữ và đẩy, ép chặt các ngón tay dưới sàn, nguyên hai bàn tay ép chặt, cố gắng đẩy cho lưng được thẳng hết ra, dài người ra sau, khuỵu nhẹ hai đầu gối một chút xíu để lưng được đẩy dài ra. Đúng rồi, đây là tư thế chữ V ngược, mắt nhìn vào điểm giữa hai ngón chân phía sau, mắt nhìn ra phía sau, lưng và vai đẩy dài hết về phía sau. Thở ra, thở dài và giữ ở đây, lắc nhẹ hông qua bên phải, qua bên trái, lắc chậm nhẹ nhàng qua bên phải, qua trái, rồi đẩy dài ra sau nhiều hơn. Từ vị trí này, khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, khuỵu nhẹ đầu gối bên phải, đẩy hết lưng ra sau, nhìn ra sau, rồi thẳng đầu gối phải, khuỵu nhẹ đầu gối trái, đẩy dài lưng ra sau, rồi thẳng đầu gối ra, hết người ra sau. Hít vào, hạ đầu gối xuống sàn, nhìn về phía trước, rướn người về phía trước, hạ bụng, ngực, cằm xuống sàn. Hai tay chống bên cạnh lồng ngực, chống hai tay ngẩng mặt, nhìn lên. Nhón mũi chân và đẩy ra sau, trong tư thế chữ V ngược trở lại, đẩy hết ra sau, mũi chân xoay song song về phía trước, các ngón tay xòe ra bàm dưới sàn, thở hết ra. Hạ đầu gối chân trái dưới sàn, đầu gối trái hạ xuống dưới sàn, và bước chân phải lên giữa hai tay, bước chân phải về trước, bước lên giữa hai tay luôn, chống các đầu ngón tay và đẩy người về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối phía trước, thẳng lưng lên. Đúng rồi, giữ lưng thẳng, vai lồng ngực đẩy ra phía sau, giữ thăng bằng, hít sâu, thở dài ra. Từ vị trí này, hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người, giãn lưng lên, lồng ngực mở ra, hai tay mở rộng, chỉ các ngón tay lên. Hít bằng mũi sâu, rồi thở ra sâu. Nhịp thở đều và hơi thở dài ra. Một nhịp nữa, hít bằng mũi sâu. Thở dài ra, hai tay đặt xuống đầu gối, trở lại. Nhón mũi chân sau, các ngón chân sau chống dưới sàn, hai tay chống vào dưới thảm. Rút chân trước ra sau và đẩy người lên trong tư thế chữ V ngược. Bàn tay xòe, các ngón tay bám chặt, đẩy hết lưng ra sau, mắt nhìn vào điểm giữa hai ngón chân cái. Đúng rồi, hơi đầu gối hơi khuỵu một chút xíu để lưng được thẳng ra. Cố gắng tập trung đẩy thẳng lưng. Tốt, hít sâu. Thở ra sâu. Nhìn về phía trước. Hạ hai đầu gối xuống sàn, úp vô bàn chân sau, đưa người về phía trước, hạ bụng, hạ ngực, hạ cằm nằm dưới sàn. Hít vào, chống tay, ngẩng mặt và nhìn về phía trước. Nhón chân đẩy ra sau trong tư thế chữ V ngược trở lại, đẩy thẳng người ra sau, giãn ra. Rồi từ từ nhìn về trước, đi hai chân lên đầu thảm, đi từ từ hai chân đi tới đầu thảm luôn, đi tới giữa hai tay luôn, khuỵu đầu gối ra, người xuống, thở ra, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng gối, ngẩng mặt, rướn lưng về trước, thở ra, khuỵu gối ra xuống sàn, hít vào, mở ngang tay, vươn người, rướn lưng lên luôn, rướn dài người lên luôn, và thở ra, hai tay chắp xuống trước lồng ngực, thở hết ra.
Mình tập một vòng nữa cho chân bên trái. Hít vào, mở ngang và vươn hai tay lên trời. Rướn dài người lên. Thở ra, mở ngang tay, rạp dài người về phía trước, hai tay bên chân. Rạp sâu xuống luôn, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng gối, rướn lưng về trước. Thở ra khuỷu gối, ra thay thay xuống sàn, bước chân trái ra sau. Hạ đầu gối trái xuống sàn, úp bàn chân trái, các đầu ngón tay chống lên, đẩy nhiều người về phía trước, cố gắng lùi đầu gối ra phía sau và nhìn xuống thấy đầu gối phía trước vuông góc với cổ chân là đúng, lùi ra sau nữa, ra sau chút xíu nữa, rồi đẩy người về phía trước, tốt, hít vào hai tay vươn lên trời, rướn hai tay giãn người lên, thở ra rạp hai tay xuống dưới sàn, ra hai tay xuống sàn, nhón mũi chân sau, úp hai bàn tay và đẩy hết người ra sau trong tư thế chữ V ngược, để dài người giãn ra sau luôn. Hít vào, nhìn về phía trước, hạ hai đầu gối xuống sàn, úp mu bàn chân, đưa hết người về trước, hạ bụng, ngực cầm dưới sàn, hai bàn tay chống, úp chặt mu bàn chân sau, ngẩng mặt hít vào, rướn lưng lên, nhón mũi chân, đẩy đầu gối ra sau, nhón chân và đẩy lên trong tư thế chữ V ngược trở lại, đẩy dài ra sau, thở ra, mắt nhìn vào điểm giữa hai chân, đây là tư thế chữ V ngược hay còn gọi là tư thế chó úp mặt. Tập trung vào giãn hết lưng ra sau, khuỵu nhẹ hai đầu gối nhìn về trước, hạ đầu gối chân phải dưới sàn, đầu gối chân phải hạ nhìn về trước và bước chân trái lên giữa hai tay, bước bàn chân trái cao lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay đẩy người về phía trước, cố gắng đừng đẩy cao quá, đừng đẩy nhiều quá, giữ cho đầu gối và cổ chân vuông góc. Nếu mà đầu gối phía sau đi nhiều quá thì lùi ra sau một chút xíu, lùi đầu gối phía sau ra một chút xíu, nhìn về trước, hai tay đặt lên đầu gối phía trước, rất tốt. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người, giãn hết lưng lên. Thở ra, ra hai tay xuống dưới sàn, nhón mũi chân sau, rút chân trước ra sau, đẩy lên trong tư thế chữ V ngược, đẩy dài ra sau, thở dài ra, nhìn hết vào điểm giữa hai tay, cố gắng giữ cho hai bàn chân song song, mũi chân chỉ về trước. Đúng rồi, hai chân mở rộng bằng hông, lưng đẩy dài và mắt nhìn vào phía sau, mắt nhìn vào điểm giữa hai ngón chân, đẩy dài, thở dài ra, các ngón tay xòe rộng mở hết ra, lưng đẩy giãn ra sau, thở dài ra. Từ vị trí này, khuỵu nhẹ hai đầu gối và đi lên đầu thẹn, đi từ từ lên đầu thẹn, rạp hết người xuống, thở dài ra, hít vào, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng đầu gối, thẳng lưng, rướn lưng nhìn về trước, thở ra, rạp dài xuống sàn, hít vào, thẳng hai vươn hai tay và thẳng gối, rướn người vươn lên, rồi thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, nhắm mắt lại, hít và thở sâu ra. Hít vào sâu. Và thở dài ra. Rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, khuỵu hai đầu gối, chống hai tay và lùi hai chân ra sau. Lùi hai đầu gối ra sau. Mình sẽ nằm sấp xuống thảm và học động tác ngày hôm nay là tư thế rắn hổ mang hay còn gọi là tư thế cobra. Hai bàn tay chống bên cạnh lồng ngực, úp chặt mu bàn chân sau dưới sàn, giữ cho quỳ chọ khép vào trong thân, hạ cằm và hạ cằm xuống sàn, úp chặt mu bàn chân sau, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, hít vào, mở lồng ngực nhìn lên, siết chặt phần thân sau, mở hết lồng ngực, thở ra từ từ, rạp xuống sàn. Đây là tư thế rắn hổ mang nhằm mục đích mở được lồng ngực về phía trước. Hít vào, lồng ngực mở, thở ra, rạp xuống sàn. Cố gắng chân sau ép chặt mu bàn chân dưới sàn, giữ chắc phần thân sau, giữ chặt hông, giữ chặt bụng. Chỉ tập vào phần lồng ngực thôi, hít vào, nâng lồng ngực lên. Đúng rồi, thở ra, hạ lồng ngực,
xuống dưới sàn. Phần phía trước lồng ngực sẽ là phần mang của con rắn hổ mang. Khi mà nó lệch người vươn về phía trước thì lực tập trung hết vào phần mang phía trước. Nên cố gắng hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Đúng rồi, thở ra. Hạ xuống sàn, ép chặt phần thân sau dưới sàn để tăng lực lúc mở lồng ngực. Hít, nâng lồng ngực, ngẩng mặt, nhìn lên. Rồi thở ra, hạ, cầm xuống sàn. Hai tay chống bên cạnh lồng ngực và quỳ chỏ, luôn mở vào phía trong. Nhịp cuối cùng hít vào, lồng ngực mở, vươn hai tay. Rồi thở ra, xuống sàn, thả lỏng trán, thả lỏng cằm và thả lỏng hai tay, xuôi theo thân, mềm người ở đây. Hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra. Rồi từ vị trí này từ từ lật người và nằm ngửa ra. Lật ngửa người, nằm ngửa ra. Nằm thẳng hai chân, thẳng hai tay, thả lỏng đầu ra, thả lỏng cằm ra. Cố gắng gỡ cột tóc ra để đầu được thả lỏng, cằm mềm xuống, lỏng người ra. Hít bằng mũi thật sâu và thở bằng mũi thật sâu. Từ từ kéo đầu gối chân phải và ôm sát vào lồng ngực. Dùng hai tay ôm sát đầu gối, ép chặt chân phải xuống sàn. Dựng, ép chặt người xuống nhiều hơn. Hai tay ôm chặt vai và hông, rạp hết xuống sàn. Hít bằng mũi thật sâu rồi thở dài ra. Một nhịp nữa hít sâu, dùng tay phải nắm lấy đầu gối và mở hết về phía bên phải, mở ngang đầu gối về bên phải và rớt xuống sàn. Dùng tay phải úp lên bàn chân, úp lên đầu gối, kéo xuống sàn. Tay trái mở ngang ra và xoay mặt nhìn về bên trái. Giữ ở đây, nhắm mắt, hít sâu, rồi thở sâu. Một nhịp thở nữa, hít vào sâu, kéo đầu gối lên trở lại, ép vào bụng và hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ép xuống sàn, ép chặt đầu gối xuống sàn. Hít vào sâu rồi thở ra, mở ngang đầu gối về bên kia, mở ngược xoắn về bên kia và dang ngang hai tay ra, dang ngang hai tay, xoay mặt về bên tay phải, xoắn người nhẹ qua một bên, thắt lưng xoắn về một bên, vai mở về bên còn lại. Nhắm mắt và hít thở sâu bằng mũi và thở dài ra. Nhịp thở cuối cùng, hít vào, kéo đầu gối chân phải vào ôm sát vào lồng ngực trở lại, ép chặt xuống sàn nhịp cuối cùng. Rồi thẳng chân phải ra, đổi chân. Đầu gối trái ôm sát vào ngực, ép chặt người xuống sàn, ép sâu người xuống. Giữ đây một vài nhịp, hít, rồi thở dài ra. Hít sâu, thở sâu ra. Từ vị trí này, mở ngang đầu gối về bên trái, rớt đầu gối xuống sàn, dùng tay trái đặt lên trên đầu gối, ép xuống sàn và xoay mặt nhìn về phía bên tay phải. Nhắm mắt và thở dài ra. Hít vào sâu, kéo đầu gối chân trái vào ôm sát vào lồng ngực, ép chặt
thắt lưng dưới sàn, rồi đổ đầu gối về bên phải, nghiêng đầu gối về bên phải và dang ngang hai tay, xoắn người qua một bên, xoay mặt về phía tay trái. Giữ ở đây, hít thở một vài nhịp, cảm giác phần lưng được xoắn. Sâu và thở dài ra. Rồi từ từ quay về giữa thảm, hai tay ôm đầu gối, ép chặt xuống sàn, thắt lưng và lồng ngực ép xuống sàn. Rồi thở dài, thẳng hai chân và mở ngang hai tay, xuôi theo thân, hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mềm tự nhiên, hai bàn tay lỏng ra, hít bằng mũi sâu, toàn bộ người lỏng ra, hai chân lỏng, mở rộng ra, vai, hông, lồng ngực lỏng ra, hít bằng mũi sâu, thở bằng mũi sâu. Một nhịp thở nữa, hít vào, rồi thở dài, thả lỏng toàn bộ người dưới sàn. Nhịp thở sâu và hơi thở dài ra. Giữ tư thế này và thả lỏng trong vòng 3 phút. Thank you.
nhẹ nhàng hít sâu, rồi thở dài ra và cử động lại tay chân, đánh thức cơ thể trở lại. Lắc lư hai bàn tay, lắc lư các ngón chân, kéo đầu gối và ôm sát vào lồng ngực, ép chặt, ôm hai đầu gối luôn, ôm cả hai đầu gối ép chặt vào lồng ngực, đổ nghiêng người qua một bên, nằm vẫn nhắm mắt và từ vị trí nghiêng này chống hai tay, nghiêng người và ngồi thẳng lưng lên, hai tay chống dưới sàn, lịch nghiêng người ngồi thẳng lên, cố gắng giữ ở vị trí nghiêng để ngồi thẳng lên, nghiêng và bật người lên, đúng rồi, xoay mặt về phía trước, hai tay đặt lên đầu gối, xoay mặt về phía trước thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, khuôn mặt mềm, vai mở rộng ra. Mình hít thở một nhịp trước khi kết thúc. Hít vào sâu, rồi thở hết ra. Nhẹ nhàng chắp hai tay, đặt về trước lồng ngực và xoa nóng hai lòng bàn tay lên, và sát cho hai lòng bàn tay thật nóng lên. Mắt vẫn nhắm, khuôn mặt thả lỏng và dùng hai lòng bàn tay úp lên hốc mắt, thư giãn cho hốc mắt, cho trên mày, cho trán. Hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hạ tay, mở mắt, hai tay chắp trước ngực. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập hoàn thành bài thứ hai cùng Yogi Travel VN. Nhớ bấm nút màu đỏ bên dưới để theo dõi bài tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.